vô trong giáp luôn rồi nè. Đó, bên ngoài mấy ngoài đó là nguyên cái vật cảnh luôn đó nha cả nhà. Đó, họ đưa cái đầu vô xét chết núi luôn. Đưa cái đầu xét chết núi luôn, rồi về tới về luôn mới bò qua được. Vậy thấy nóng lạnh không? Đó, cho quý vị xem là cái đoạn cảnh này nè. Đừng mở cửa, đây đang giữ cái cầm tay. Cái đầu phía trước nó nhảy xuống nè. Rồi, bị chập ơi. Chập bánh sao rồi. Mấy mời bà con nha bưng hụ giùm ấy. Người ta người ta tới đây đói bụng luôn rồi, không có xả bao rồi. Bưng nổi là đúng rồi. Giờ nói chuyện mà ra khối luôn. Từ đây để cho cái trại tắm rồi đúng không ơi. Vừa đói mà vừa lạnh nữa. Trời ơi, tội nghiệp bà già quá, đừng có để cho mấy bác bưng kiếm mấy người. Đông tới bên. Sao? Giờ đem mì, rồi gạo, nếp cũng như là các thứ mền. Ở đây ra đây không sao. Nó lạnh quá, nó ngồi nó đốt lửa nè. Lạnh không? Lạnh vừa không? Lạnh làm luôn ha. Ngon. Một là cỏ trăng. Còn phát mỗi người hai cái trăng. Cười. Đi từ mấy giờ sáng? Mấy giờ sáng đi ra đây? Đi tới sáng giờ thì tới 11 giờ mà tới đài. 6 giờ sáng. Đi tới 11 giờ mới tới đây. 5 tiếng đồng hồ. Đi xe mô tô à? Không có xe, đi bộ. Đi bộ. Chị ở thôn mấy? Thôn Nam. Ờ, có ai ở thôn hai, thôn ba không? Thôn ba có luôn à? Ờ. Đi từ lục năm ở 6 giờ sáng. Tới đây là 11 giờ trưa. 11 giờ trưa là đây đi 5-6 tiếng đồng hồ. Giờ ngồi chờ mà xe qua đi 8 giờ sáng ngoài Phước Sơn vô tới đây là gần 4 giờ chiều rồi. Giờ phát cho nhanh là chạy ra, một là không chạy ra kịp là coi như đường lầy lầm. Chạy trôi chiếc xe luôn. Bây giờ phải đốt bụi nè. Ngồi đây sửa ấm nè. Đó. Đó con thì ở nhà chị gặp chờ bà cơ. Ở nhà mình làm nương làm vậy hả? Mình làm nghề gì? Hả? Chị làm nương hay làm vậy? Hay trồng sẵn. Hả? Sao cười không ạ? Nó bây giờ nó đừng thổi nữa, một hồi nữa chút xíu nó bay tấm đúng tấm luôn.
Rồi kệ đóng lửa mà con không thấy nóng luôn hả? Lửa chạy có chút xíu mà má cả biển người bu vô cái động lửa lành không con? Lành không chị làm nương hay làm vậy ở trong sẵn trong bạc à trong bạc đây là trong ba bạp mà mình ở trong nam mình gọi là bạp à. con chồng chi à. Đừng có bố à, giờ đây là các bà con tập trung đưa đồ xuống quá lạnh luôn à. Cho bầu. Vừa đôi mà vừa lành. Lành quẹo luôn. Mọi chuyện ra khỏi hết trơn luôn. Bây giờ vô trong thấy là sắp xếp rồi. Bữa nay cô vui không? Ừ. Vui không? Được rồi. Đây, mỏ đen. Đó. Mang về ủng con mang vợ nè. Đây, có mệt đâu. Đó. Bây giờ đổi bụng đụng tay chân rồi, không thể làm được rồi. Nhờ mấy bà con ở đây làm giùm. Cái này là bánh kẹo vô qua bên đây, tí xíu cho mấy đứa nhỏ. Sữa bánh kẹo dồn tí xíu nữa, em cho bánh kẹo sữa dồn qua bên này để cho bé đi phát mấy đứa nhỏ. Còn mền thì của người lớn, đem về mỗi hộ hai cái nha. Mỗi hộ hai cái. 500 cái mền á. Chị đua em còn. Lạnh quá. Tập thể dục. Chỗ nó đừng có ăn. Ăn bánh không? Nè. Qua đi ăn bánh nào. Thấy sư phụ sợ hết rồi. Qua đây bánh. Nè. Lạnh không? Không à. Mang dẹp trái luôn à. Trời ơi, mang đôi dẹp á. Cái chuẩn bị cái chi á. Chuẩn bị gì á. Hả? Trời đất ơi, ông mang cái dép kia. Đấy, tội nghiệp không? Ở đây là tài xã Phước Lộc. Lạnh quá. Ở đây là đẹp. Được qua bên kia chậm. Đó là nẹp à, bà con ở đây dùng nẹp không à. Không có dùng gạo. Nẹp ăn nồi dai à, không đấu báo tự. Hôm nay bà con vui không? Vui à. Chờ lâu quá không vui nữa hả? Tại vì xe chạy hết được rồi. Để chuyện sau gắn hai cái cảnh vô, bay vô cho nhanh. À. Đang mới nhập hàng từ Mỹ về. Vô đây bán hàng online. Đó. Đang có cái mền. Đập âm luôn. Đó. Ấm áp. Cứng chết rồi.
Hả, son gì mà đỏ dữ vậy? Son này ở bên cô quẹt á. Ăn trâu. Ăn trâu, tưởng nào tha son chứ, chết đuốc rồi. Nhìn nó tưởng đâu, cô gái mới 18. Mẹ có dây ông này. Người quay tròn nè. Nè. Ừ, đáng nè nè. À, chân cao chân thấp hả? À? Ây dạ. Qua đi nè. Chị em vô. Bỏ đi hả chân? Ủa, giờ cho rồi. Sao mày cứ... Đây là... Ô, bên này nè. Cái này cao, cái này thấp. Ừ. À, tại sao nó cao có nó thấp? Từ mẹ em suy ra. Vì trước đó là mẹ em đi công hàng đánh mấy. À. Ừ. Quay lên vậy nè, đội cho nó mẹ giống cuối nè. À. Nhìn nó đẹp hơn. Đó. À. Thôi đứng cất ngồi tháng là đừng rì nữa. Ngồi không có được. Tay hai cái chân cải cao cải thập. Đó. Bây giờ muốn hai cái bằng nhau không? Không bằng. Không bằng được à? Không. Giờ kéo. Cái này cũng thay nhau hả? Bên này to hả? À, cái này kéo, kéo cái này ra là hai cây nó bằng. Thôi lại chủ luôn. Chủ thấy kêu chi rứa. Nó kêu chi rứa, nói thật đó mà. Người ta kéo hai cây á, chỗ này. Kéo, lên mà bằng cái này dài thế này. Nè, anh nói. Nè. Thôi rồi. Đây. Nè. Đó. Bây giờ chặt ở một khúc này là nó bằng ngôi. Bây giờ chặt ở một khúc này là nó bằng ngôi. Cái bài. Ôi, tức cười quá. Tội nghiệp quá. Tội, có tội. Anh năm nay bao nhiêu rồi? Anh sẽ 80. Chẳng 80. Chẳng năm 1980. Là năm nay là vừa tròn. Là 40 tuổi. À. Thiệt á. 40 tuổi nhìn anh già hơn tôi. Ủa? Mà con mày... Anh 40. Tôi 94. Ơ quên lộn 49. 49. Ờ chưa giờ. Có tải rồi. Quà tải rồi ha. Ở đây là quà tải rồi. Ở đây là mới đụng tải nè. Còn đây là... Ta là riêng là con sinh thịt. Tâm sinh 80. Năm nay là 40 tuổi tròn. 40 tuổi tròn. Tròn đó. À, tôi là... 5020 đó. Đúng rồi, 40. Ừ. Còn tôi là 90 tuổi. Ơ quên lộn 49. Ừ. Rồi sao mà cái tóc. Mới đưa nít cắt tùm lum tà la. Cắt tùm lum tà la hả? Ừ, lá thiệt. Ai ai cắt? Ai cắt? Ai cắt ai? Học Mai Học Sinh. Mày đâu học sinh rồi còn cắt giùm hả? Bằng cái học đình, cái con cắt. Tùm lum nè nè. Tù cà cắt kia mới tùm lum nha. Cái lão này là tùm luôn. Lão thiệt. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Thôi nó cắt không thôi mô. Mới cắt không qua. Mới cắt không qua luôn. Ừ. Thôi rồi. Cắt kiểu này đẹp dữ à. Dễ chị cho không đẹp không mãi. Mà không dơ mãi bao nhiêu. Vậy hả? Mà nói chung các vợ kia này á. Các kiểu này vợ quá phải không? Có vợ. À. À mà anh vợ, vợ anh có đi theo không? Công an kìa. À, ông công an. Chắc mới nhìn thấy. Vậy hả? Chắc mới nhìn thấy cái đầu tróc nè. Chứ mà cái đó đẹp đâu, cái đây là cái đầu tróc. Đầu tróc, rồi. À, nói chung là mày đưa học sinh nó cắt giùm. Cắt giùm. Nè. Mà sao anh không mua keo tự cắt? Hả? Sao không mua keo tự cắt? Thì lại kẹo nó tự cắt. Mày đưa nhỏ lấy kẹo của nó. Nó tự cắt giùm luôn. Anh mua cả kẹo anh tự một mình anh cắt. Ừ. Anh cắt nó đẹp hơn. Hả? Anh tự một mình anh cắt đẹp hơn. Một mình ra không biết cắt. Một mình không biết cắt hả? Một tay nắm một tay sợn. Không. Là nó đẹp á. Không, một mình răng biết cắt được. Một mình răng chặt cũng được à. Không. Rồi. Thôi, dạng cố gắng nha, một chút xíu nữa. Lại nẹp. Lại mi. Lại trăng. À. Lại sữa. Anh có mấy đứa con thôi. Hai chục đứa. Hai chục đứa. Mấy đứa con. Hai chục đứa. Hai chục đứa con. Ông chân mua chứ nữa. Mình cái con vừa bên chân à rồi. Dạ. Chết mười đứa. Chết một đứa. Chết mười đứa. Chết mười đứa, còn mười đứa. Còn một, còn hai đứa. Chết mười đứa, còn hai đứa. Một vài, chết tám đứa. Chết tám đứa, còn hai đứa. Ừ, thành là mười con đó. Vậy là ba chục đứa hả?
Hồi này mới nói hé mới được. Hé mới được, chạy tâm đứa con hé được. Vậy là mày vợ. 100 con vợ. Ủa đứa con. Bao nhiêu vợ? Bao nhiêu vợ? Tôi bao nhiêu nhiều vợ. À, để tôi đoán nữa coi. 6 vợ. 6 vợ. Có giỏi à? Có giỏi luôn ha. Chú có giỏi luôn rồi. Đó. Đúng 6 giờ không? Thôi thôi. Đúng mấy giờ? Đúng 6 giờ phải không? À. Đó, trời ơi. Rồi chú, phải. Mới đâu phải. Đó. Chú là 6 giờ phải không? 6 giờ. À. 6 giờ đem mày. Còn một vợ là 10 đứa con. Hèn gì đẻ nhiều quá cái trứng cáo trứng thập vợ phải coi. Không, tôi hay do vợ đi. Cái theo một thằng nghe ha sợ đi bánh rồi cho bé đó, dạ phải cho người lớn rồi bé nó phải sao chơi nếp luôn nghe rồi 10 triệu nữa là anh đẹp vậy rồi giờ sữa với bánh mình dòm ra một góc thôi bây giờ sữa nè sữa bánh 1 tỷ xíu mình phát hiện có trẻ em lát nữa mình cho trẻ em là sữa với bánh ha rồi nếp mì rồi chân phát cho người lớn một hộ 2 cái chân một bao gạo à 2 thùng mì rồi bây giờ cho phát lần lần đi chứ giờ tối mình qua không kịp tranh thủ phát nhanh là được tập trung bà con sắp hàng đi đứng xếp hàng đi mình nhận cái mình đi ra hôm nay mấy anh em đi hạn chế tình nguyện viên đi đông chỉ có 4-5 anh em đi thôi lên đây nhờ những người địa phương đứng phụ để mà phát quà cũng như là bên ủy ban xã Phước Lộc ở huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam thì những cái phần quà này Sang rất là cảm ơn quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước để mà gửi đến cho bà con lũ lụt miền Trung và trong cái chuyến phát quà ngày 19 tháng 1 năm 2021. Thì sau khi phát quà xong trong những ngày tới Sang đã tìm cách để mà lắp những cái đèn năng lượng gửi đến cho bà con trong này nhưng mà có khả năng là Sang vô các lắp không được vì cái vấn đề mà vận chuyển đi vô trong này á thì Sang phải cần phải vác then đồ đi mà đi như vậy á thì đường đi nó quá xa không phải là xa nó chỉ có 50-60 cây số mà đi nó 10 mấy tiếng đồng hồ mới vô tới trong này thì khó lòng mà để mà Sang để vô trong này mà lắp đèn cho bà con quay ngược trở ra đó thì nó mất cái thời gian rất là nhiều cho nên Sang phải tính toán cái phương án như thế nào mà để mà làm sao lắp được cho bà con có được cái ánh sáng ở trong cái vùng sâu ở nơi đây của tỉnh Quảng Nam rất là tội nghiệp thì quý vị thấy là đây là những cái lán chạy để tập trung những bà con mà bị nghe hiểu rồi nói hiểu rồi mình phát ngay xã hay đâu vậy anh tới chỗ chưa anh tới chỗ anh sư phụ tới chỗ đang phát quà luôn nè ngay xã luôn á đang phát luôn hả đang phát nếu không có vô được á bố bè xe này nói là nhờ xe máy chở vô đi rồi không vơi lấy cái phần bị hai sư phụ bấm cái đội di động đứng kết một chỗ quay cảnh với quà tại chỗ giùm em về cái đi lên đây anh đang quay này đó, anh đang quay hiếu ơi tất cả người dân ở nơi đây bữa ngày hôm nay nhận được quà là
họ bị cô lập ở khu vực của Phước Lộc, xã Phước Lộc. Thì những cái thôn nằm bên trong đó, hiện tại tới bây giờ thời điểm này cũng chưa có một chiếc xe bốn bánh nào mà chạy được, di chuyển được vô bên trong, chỉ có di chuyển bằng xe thầu, xe Honda, thì đặc biệt là những cái xe Win mới chạy vô được. Thì những người dân này ở đây là họ phải đi bộ, như hồi nãy quý vị đã thấy từ lầu nước họ đi bộ từ 6 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa mới tới là cái xã Phước Lộc. Thì họ cũng là người dân của trong xã Phước Lộc nhưng mà họ ở trong thôn vùng sâu. Thì những cái đường mà bị cô lập là do những vấn đề mà sạt lở trong trận bão lũ vừa rồi. Thì tới nay cũng 2 tháng mấy mà họ cũng chưa có được mà khai thông được cái con đường, và do cái việc mà mưa nó cũng mưa dầm về hoài, sạt lở thì nó liên tục. Bữa nay người ta dọn đường về, ngày mốt nó sạt lở tới, nó liên tục, cho nên tới thời điểm này bà con rất là còn nhiều khó khăn ở trong cái vùng xã Phước Lộc và huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thì đặc biệt ở đây là những người đồng bào không nha cả nhà, những người đồng bào trẻ em đó, họ nhiệt độ hiện tại bây giờ Sang đang đứng ở đây nó là tầm 10 độ C, thì nó khá là lạnh đó, nó khá là lạnh. Vào buổi sáng nó âm nó xuống nó còn 6-7 độ C buổi sáng. Hiện tại bây giờ là Sang nó tới đây là lúc 4 giờ chiều rồi, 3 giờ mấy 4 giờ chiều rồi, mấy anh em chưa ăn uống gì, rất là đói, đường đi rất là gian nan. Như quý vị đã xem qua những cái đoạn video mà con đường đi vô trong này rất là gian nan. Đây là chỉ mới tới nhờ được tới cái xã thôi ha, tới được cái xã thôi, mượn cái chỗ trung tâm xã với lại chỗ công an của xã để mà chúng ta tập trung bà con ra đây để phát quà, chứ không cách nào mà đem được vô bên trong. Thì bây giờ cái vấn đề mà đem sang đây muốn đem nguồn ánh sáng về giúp cho bà con nông thôn ở đây á, thì nó rất là khó cho Sang, khó là cái chỗ là làm sao vận chuyển được đi vô bên trong mà để mà lắp được cho bà con. Thì tính cái đoạn đường mà từ ở ngoài huyện Phước Sơn đi vô tới trong này là 6 giờ sáng rồi tới là 3 giờ rưỡi chiều, ấy không phải 8 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi chiều, thì nó khá là xa. Cho nên nó thì xa về cái khoảng thời gian, còn đường đi khoảng 50-60 cây số thôi. Nếu mà di chuyển đi như vậy thì vô tới đây chiều rồi, không thể nào mà Sang làm mà để mà quay ngược trở ra. Còn nếu mà vô trong này mà các anh ta ở luôn trong này thì nó lại khó, nó không có cái chỗ để mà chúng ta nghỉ ngơi ở lại để mà giúp đỡ cho bà con. Cái này Sang phải chắc chắn là lỡ hẹn lại với bà con để lắp lại, tìm những cái vùng khác vẫn thiếu điện, nhưng mà làm sao mà chúng ta di chuyển đi tới cái vùng đó mà nó đủ được thời gian ra để chúng ta làm lắp điện vô. Thì kỳ này đi Sang cũng hạn chế từng người đi đông, để có đi mấy có 4-5 anh em để mà tự Sang lắp lên trên nhà của người ta, leo lên để mà lắp mấy miếng năng lượng đó. Thì số lượng năng lượng mà Sang đặt cũng khá là nhiều để giúp cho bà con, cho nên Sang phải tùy cơ ứng biến những cái nơi nào thích hợp, thuận tiện đường đi, đảm bảo được sự an toàn cho tất cả mấy anh em, mà để mấy anh em mới di chuyển mà vô lắp cho bà con. Thì thực sự ở đây những người bà con ở đây rất là tội nghiệp, nhưng mà có cái khổ là đường đi quá xa đó. Cái gì thấy những đứa trẻ em nè rất là tội nghiệp luôn, nó lạnh lắm. Là năm tí xíu nữa Sang sẽ phát sữa, phát bánh kẹo cho mấy em. Bây giờ cho người lớn đã nhận trước mấy cái đồ này, thì Sang mới tranh thủ chạy ngược trở ra. Nếu mà ra được tới ngoài Phước Sơn chắc phải 12 giờ đêm, có 1 giờ đêm Sang mới ra được tới ngoài. Thì ngày mai chắc chắn là Sang không quay vô đây được nữa. Những chuyến xe mà chạy vô đây là phải xe 2-3 cầu và xe bên, còn phải đem theo dây xích nữa mới chạy được, còn không đem vô dây xích là không thể nào mà chạy được, phải xích vô những cái bánh đó. Được quà vui không cô? Em mời gì vậy? Vậy được quà vui không? Vui. Mua
bà con vận chuyển đồ về nha cả nhà. Rồi phải lôi bộ đi á, giờ phải vác trên người về. Rồi đứng ngồi lại con, đứng ngồi lại. Đem ba cái bánh sữa đi mua bỏ bên đây mà nó đi. Con mấy bánh sữa ra đi. Bánh để kia, bánh kẹo để kia, kẹo sữa để đây, sữa. Nó mới không à. Gió gió không à. Có gió không à, để cho mấy đứa trẻ nó mặc. Áo da nữa nè. Da bò luôn đó. Áo da bò luôn. Bò da cừu đó. Đó. Mấy đứa nữa. Này tới nè. Đó áo da bò luôn. Hay bị xịn đó. Đó. Áo da bò luôn nè. Đó. Rồi, mình đủ chưa? Ông mới không nè, ông mới không nè, áo chưa có đùng tem luôn á. À, giờ này 4 giờ mấy rồi, mấy anh em vừa phát quà xong. Rồi giờ ủy ban xã nấu cho nồi mì với rau. Hồi nãy giờ lo lu bu ấy rồi nó nở hết trơn. Nó là mì kẹo luôn. Nóng nhưng mà thêm miếng nước để mà. Có nhiều ăn đỡ nhiều. Đó. Đây cái bếp của ủy ban. Dạ, chế miếng nước nữa rồi chị. Chế miếng nước nước sôi vô nữa rồi. Hai chị bỏ bếp nấu lại. Không chị làm nấu nó rã luôn. Rồi rồi, cảm ơn em nhiều lắm luôn ha. Nhiều ít một. Hả? Đổ đại đi. Có nước là được rồi, được rồi. Tưởng mua mấy anh ăn liền, em nấu liền luôn. Trời ơi. Chị mấy anh kia vô giùm em cái nha. Còn mấy anh trước. Rồi. Ờ mời em ăn luôn. Đó. Mì gói của mấy anh em đây. Dạ một luôn chứ. Dạ mì Phước Lộc, Phước Lộc. Đó. Ăn đi heo ăn luôn chứ. Ăn chưa? Thì con cũng là bác giới cũng là heo quay rồi. Đó. Ăn đỡ đói đi.
xin chào quý vị khán giả. Rồi cuối cùng Sang đã đến được xã Phước Lộc, nhưng mà rất tiếc là không vô được tới tận trong thôn, nhờ ủy ban chính quyền đưa bà con ra bên ngoài để phát quà. Thì Sang muốn vô tới trong thôn để lắp ánh sáng cho người bà con, nhưng mà đoạn đường đi quá nguy hiểm, quý vị đã nhìn thấy những cái hình ảnh này, quý vị thấy rồi, đi vô mất cả ngày không còn thời gian để Sang mà lắp đèn cho bà con, cho nên Sang rất là tiếc. Và Sang sẽ lắp lại những cái vùng khác đảm bảo được cái sự an toàn thời gian để mà Sang lắp cho bà con. Thì qua đây Sang cũng chân thành tri ân đến tất cả quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã cùng với Sang để mà quý vị gửi đến những cái phần quà này gửi đến cho bà con ở xã Phước Lộc. Thì tất cả những cái phần quà mà bà con xã Phước Lộc bữa nay nhận được là rất là vui mừng. Thì trong bên cạnh đó đợt này có mì, sữa, nếp, rồi áo ấm, rồi bánh kẹo gửi cho các cháu, cũng như là chăn màn. Thì bà con rất là vui mừng. Qua đây Sang xin chân thành cảm ơn, ngàn lần cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã cùng với Sang để gửi đến cho bà con ở xã Phước Lộc. Giờ này rất là lạnh, 4 giờ chiều mấy rồi, thì cho nên là tranh thủ có chạy ra cũng cỡ 12 giờ, 1 giờ đêm chưa chắc rồi ra tới ngoài kịp. Tại vì đường càng tối càng cực kỳ nguy hiểm, cho nên thì Sang một lần nữa kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Giờ vừa lạnh mà vừa mệt, nói chuyện ra khói luôn, không biết nói sao nữa. Giờ Sang tranh thủ máy bay sẽ gặp lại quý vị ở những cái video sau nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.